Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel trong khung giờ quen thuộc 7 giờ tối các ngày. Và trong Mark Stealing ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6, hãy cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, mới đây thì Oppo đã chính thức ra mắt chiếc flagship đầu tiên của họ sau gần 5 năm vắng bóng trên phân khúc này, mang tên là Find X. Bên cạnh bản thông thường thì còn có một bản đặc biệt hợp tác với hãng siêu xe thể thao nổi tiếng Lamborghini. Không chỉ thay đổi về thiết kế, sản phẩm này còn được Oppo ưu ái trang bị công nghệ sạc siêu nhanh mới có tên là Super VOC. Find X Lamborghini có thể sạc đầy pin 3400mAh chỉ trong vòng 35 phút. Đây là tốc độ ấn tượng trên thị trường hiện nay. Hầu hết các smartphone cao cấp đều chỉ sạc được 50% dung lượng trong khoảng thời gian là 30 phút. Trong khi đó, thì dung lượng pin ở mẫu smartphone của Oppo vẫn khá lớn là 3400mAh, không bị rút đi để tăng thời gian sạc. Ngoài công nghệ sạc siêu nhanh này thì Find X phiên bản Lamborghini còn thay đổi thiết kế mặt lưng khi mặt kính màu xanh và đỏ được thay bằng các sợi carbon giống như các siêu xe thể thao. Bên dưới có thêm logo đặc trưng của hãng xe nổi tiếng tới từ Italy. Về cấu hình thì thiết bị có thay đổi đáng kể là nhờ bộ nhớ trong được tăng lên gấp đôi so với Find X bản thường, từ 256GB lên 512GB. Trong khi đó thì vẫn với vi xử lý là Snapdragon 845 cùng với RAM là 8GB và hoạt động trên hệ điều hành Android 8.1. Các tính năng khác của Find X Lamborghini so với Find X tiêu chuẩn đều không có nhiều thay đổi, như là màn hình 6.4 inch Full HD cộng, hệ thống camera thò thụt cùng với cảm biến khuôn mặt 3D. So với bản thường thì giá của Find X Lamborghini là 1.699 euro tại thị trường châu Âu và tương đương gần 2.000 USD. Nếu so với phiên bản iPhone X 256GB thì mẫu Android mới của Oppo đặt gấp rưỡi. Dựa trên tin đồn về bộ ba mới của iPhone gần đây thì một số công ty nhỏ đã xuất nguyên mẫu của chúng và bán trên một số trang thương mại điện tử Alibaba. Mới đây thì một số người cũng đã mua một sản phẩm về để dùng thử và so sánh với iPhone X hiện tại. Theo đó thì các mô hình được thiết kế sản xuất dựa trên bản thiết kế CAD rò rỉ gần đây và được in bằng máy in 3D. Bộ sản phẩm gồm 3 mô hình mà theo giới thiệu là các phiên bản 5,8 inch, 6,1 và 6,5 inch của iPhone mới. Phiên bản 5,8 inch thì có kích thước không khác nhiều so với iPhone X hiện tại. Thậm chí khi dùng ốp của iPhone X hiện tại thì nó còn vừa vặn như in. Vị trí tai thỏ các phím bấm loa ngoài đặt ở vị trí tương tự. Riêng vùng đặt cụm máy ảnh thì sẽ to và dày hơn. Một số ý kiến cho rằng nhiều khả năng thì Apple sẽ trang bị cụm camera kép lớn hơn, nhưng cũng không loại trừ trường hợp lỗi gia công. Với phiên bản 6,5 inch thì kích thước máy cao hơn 1mm, rộng hơn 1mm và dày hơn khoảng 0,35mm nếu so sánh với phiên bản iPhone 8 Plus hiện nay. Các thông số này thì khá phù hợp với những tin đồn trước đó. Riêng tai thỏ là nơi đặt camera True Depth, camera trước, loa nghe và cảm biến khác thì không khác nhiều so với iPhone X. Riêng phiên bản 6,1 inch thì có một số khác biệt khi vị trí khay SIM được đặt lại. Cụm camera của máy cũng sẽ dày hơn khi chỉ còn camera đơn. Riêng phần ống kính, đèn flash, micro thu âm thì cũng được căn chỉnh theo vị trí chiều rộng. Cả ba đều vẫn còn cổng Lightning, trái ngược với một số nguồn tin cho rằng các phiên bản sẽ sử dụng cổng Type-C. Cách đây vài tháng thì một biến thể của Galaxy S9 được dò dỉ từ cơ quan kiểm nghiệm viễn thông Trung Quốc Tena với tên mã là SMG8850. Thiết bị có thiết kế tương tự như chiếc S9 nhưng sẽ có camera thiết kế theo chiều dọc giống với chiếc iPhone X. Và giờ thì một thiết bị khác cũng sẽ có thiết kế giống S9 tiếp tục xuất hiện với tên mã SMG8855. Nhiều khả năng là phiên bản cao cấp hơn của phiên bản G8850 khi mặt sau có camera kép là 24 và 16 megapixel, còn mặt trước là camera selfie 24 megapixel. Do đó thì có một số ý kiến cho rằng đây có thể là một phiên bản giá rẻ hơn của Galaxy S9 Plus và được gọi là Galaxy S9 Plus Lite. Về cấu hình thì chiếc Galaxy S9 Plus Lite sẽ bao gồm vi xử lý 8x2.2GHz, bộ nhớ trong 64GB và RAM là 4GB, màn hình 6,28 inch Full HD cộng và có jack cắm tai nghe 3,5mm, cảm biến vân tay ở mặt lưng cùng với dung lượng pin là 3700mAh. Hiện thì chưa rõ thì khi nào sản phẩm này sẽ được chính thức ra mắt. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mark Channel. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp gì thì hãy để lại nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.